mới có thống kê Việt Nam vô đối về công suất điện 2021 trong Đông Nam Á. Ủa làm sao? Tức là cái sản lượng điện của EVN nó trên cái nguồn đó, là nó là lớn nhất trong Đông Nam Á, mình tự sản xuất được á. Ủa lớn hơn Indo luôn hả? Giờ Trung Quốc lôi kéo Afghanistan về phía mình, làm quyền lực mềm, thống trị con đường tơ lụa thời hiện đại, liệu có thơm không anh? Trước mắt thơm, vỡ nợ thì hết thơm. Ở Trung Quốc này, Ừ, Trung ủa Quốc ông này. làm được, ông tốn tiền mà. Mốt ông vỡ nợ giữa chừng đóng đường nó tính sao? Vậy thôi, cái gì nó cũng có nhiều 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 nhiều, nhiều mặt hết. Em pháo chủ đề mới tâm lý con người trong Thế chiến thứ hai, dân tộc Đức lúc đó đang văn minh số 1 thế giới mà lại làm nên cuộc diệt chủng Do Thái. Văn minh số 1 ai nói bà? Ủa văn minh số 1, Hitler độc tài mà nói văn minh số 1. Nó ông nội vừa phải thôi. Lúc đó là Đức nó đang vả lắm bạn, nó bị thua chiến tranh thế giới thứ nhất là nó phải ký vào một đống hiệp định bất bình đẳng Nó bồi thường chi đó, phí. và nó bồi thường chiến phí, nó in tiền cả nồi, nó lạm phát tài lao luôn. Ở đó nó nhiều vấn đề lắm, sao gọi là văn minh nhất được? Văn minh nhất này không biết ai nói luôn á. Còn diệt chủng Do Thái thì nói chung là tư tưởng của ông Hitler lúc bây giờ đâu phải ông mình Do Thái, người Slav cũng bị vậy. Đầu đầu này nói gì đây? Vì crypto không được Ủy ban chứng khoán Mỹ công nhận nên Elon Musk là hợp pháp. Chứ xét công nhận thì Elon Musk bị phán là thao túng đầu cơ rồi. Ủa vậy hả? Ừ, này nghiên cứu thêm. À, Trung Quốc nói vấn đề thống nhất Đài Loan là vấn đề nội bộ các nước khác không nhúng tay vào. Có khi Trung Quốc nói dùng vũ lực, vậy có khi nào khởi động chiến tranh thế giới thứ ba không anh? Có thể. Nó nói là chuyện của nó, đúng không? Nó nói là chuyện của nó, gọi giờ thằng Đài Loan nó rủ thì sao, đúng không? Giờ Đài Loan rủ thôi, giờ bây giờ gì, bây giờ ai giúp em quýnh đường này em gả trong đó thì sao? Cái vấn đề Trung Quốc nói kệ, chứ vấn đề Trung Quốc chừng nào ông dụ Đài Loan thì ok, còn dụ được ông quýnh nó thì nó quýnh ông thôi. Nhưng mà nếu mà chỉ giữa Trung Quốc với Đài Loan thôi thì đụng tới Đài Loan Mỹ có thể nhảy vô, Ừ, à, từ đó dẫn tới chiến tranh thế giới thứ ba. mà Mỹ nhảy vô đâu nhảy mình đâu. Nhưng mà theo anh thì Mỹ thì có đồng minh của Mỹ nhảy vô hỗ trợ Đài Loan để phản công Trung Quốc trong cái việc này, Mình thì Trung Quốc ngoài mình ổng thì còn có ai nữa? nó hỏi ai đâu, Trung Quốc làm gì có đồng minh? Bây giờ đồng minh Trung Quốc cho phi cái nồi kìa, cái ngủ cái nó có quýnh đâu. Tức là gì? Tức là Trung Quốc đang dùng tiền để mua đồng minh, cái đồng minh nó một cái màu kép thôi, tức là ví dụ như dùng tiền để gọi là kéo quan hệ, gọi là nó thân thân thôi, chứ còn đâu có cái hiệp định đồng minh đâu đâu. Nó gài người ta cái bẫy nợ. Ừ, mà trong khi mấy anh kia nó đói quá thì nó cho tiền nó ăn thôi, chứ đồng minh gì mà còn còn đồng minh của Mỹ có nào đói không? Mà trong khi công nghệ này nọ về quốc phòng, về quân sự, về cái này kia ABC các kiểu, nên vấn đề Đài Loan khó nói lắm. Đài Loan làm gì chấp nhận buông tay chịu chối? Còn chừng nào Trung Quốc hay, Trung Quốc dụ Đài Loan, Đài Loan ngoan ngoãn thì ok. Vậy thì nếu mà quân sự mà em nói là tất cả các đồng minh của Mỹ hợp vô đánh Trung Quốc nhạt mà Trung Quốc sụp luôn đi, thì bây giờ thế giới á, đối đầu với Mỹ bây giờ thì cũng chỉ sẽ còn mỗi Nga thôi. Không, cái sụm ở đây là sụm gì, đâu phải là sụm nguyên nước Trung Quốc. Thí dụ giờ Trung Quốc quýnh Đài Loan đi, phe bên Đài Loan phản công quýnh dân được mũi tấn công đó, nó về nhà nó không đánh nữa, nó nói nó thắng rồi, giống như năm 79 giờ nó thắng rồi vậy thôi. Tức là Trung Quốc có thể là nắng Đài Loan, nhưng mà giả sử khi mà đem quân nắng Đài Loan thì phe của Mỹ đem quân nắng lại cái vùng biên giới gần gần Đài Loan đó, thì em Trung Quốc cảm thấy quân không ăn đúng rút về thôi, chứ mắc gì sập Trung Quốc. Thì Nhưng mà Mỹ đâu hề đem quân đi quấn vô nước Trung Quốc được, từ cái cớ đó hỗ trợ Đài Loan giành ly lại khai luôn, ly khai thôi. ly khai thôi, chứ sao giành lại được? Ông giỡn, không có giành lại được đâu. Nên cái chuyện bây giờ Đài Loan mà đòi giành quyền kiểm soát Trung Quốc, cái chuyện đó là theo anh nghĩ là viển vông.
nên cái mục đích về Đài Loan ly khai được là Đài Loan thành công. Đài Loan ly khai thành một nước Đài Loan luôn, Liên Quốc công nhận song song Đài Loan và Trung Quốc luôn, không một quốc nữa. Thì đó là Đài Loan quá thành công rồi. Đó rồi sau này ông Trung Quốc cũng khỏi có hăm dọa đi. Gì à, Trung Quốc không có đồng minh nhưng có thể thuê đám châu Phi đến thuê chịu đòn và được hỗ trợ quân sự từ Nga, anh thấy có hợp lý không? Không. Thứ nhất á, là giờ tiền vé máy bay để thuê châu Phi qua đây mắc quá, lỗ không làm. Cái thứ hai nữa đó là Trung Quốc á, với Nga là nói hai thứ tiếng khác nhau cũng hơi khó đó, bạn thấy không? Tại sao mà gọi là Nga có thể điều quân đi vô những cái vùng mà nằm trong biên giới gần gần Nga? Nó có một yếu tố về mặt ngôn ngữ, tức là lính lính Nga, người ta không biết nó lính nào cả, cũng nói tiếng Nga, ở đó cũng nói tiếng Nga, ông cũng nói tiếng Nga, tôi đâu có biết ông là Nga hay ông là người ở đó, không? Đó, còn ông còn Nga với Trung Quốc đó, này nói vô là nhìn là thứ nhất là khác là biết liền bên này tốt bên kia tốt luôn, biết đầu. Nhưng mà ông Nga ông cũng đề phòng Trung Quốc lắm chứ giỡn, nên thấy không khả thi lắm. Nếu mà đặt cái câu hỏi, câu nói là được hỗ trợ quân sự từ Nga thì Nga hỗ trợ quân, nếu như hỗ trợ quân sự gì là hỗ trợ thì Nga có được cái lợi ích gì trong cái chuyện? Đúng rồi, mà trong khi giờ Trung Quốc đang giành ăn với Nga mới dùng liên quan nữa đó. Mà chưa kể em tính hơi xa đó, sao mai bây giờ Mỹ bỏ chút tiền cho năm cái vùng non tự trị của Trung Quốc nó quậy luôn, đúng không? Nội mông ông lấy thành lấy lại quê hương thành khách thành hãng đi ba, rồi Tây Tạng Tân Cương đồ này nọ, không biết dân tộc Choan có ấy không. Mỹ không bao giờ đánh Trung Quốc, đúng, đánh làm gì, chỉ Trung Quốc quýnh Đài Loan gõ cái càng đó thôi, đánh làm gì, nước bự chà bá đánh mệt. Vì Trung Quốc đem quân chiếm Đài Loan thì được, chứ giành Đài Loan, chứ giành Đài Loan gần như không thể, mấy nước đồng minh của Mỹ và lợi ích chung như Nhật sẽ không để yên. Đúng, chính xác, tại vì thằng Nhật với Đài Loan là nó có kỷ niệm xưa đó mấy em, tức là trong mấy nước giữa Nhật với Đài Loan nó thân thiết đó. Thân ừ, tại vì ngày xưa Nhật chiếm Đài Loan mà, không, Nhật chiếm Đài Loan rồi thua, Nhật trả độc lập bình thường. Nhưng mà ý nó là giờ cái người Nhật với cái mảnh đất Đài Loan á, nó có sự liên quan, chứ không phải là nó không liên quan. Mà Đài Loan tao đâu thù Nhật đâu, mà khổ một cái Nhật nó chiếm Đài Loan nó không thù. Chắc trong quá trình chiếm là mở trường rồi, tức là cách chiếm của Nhật á, ở Đài Loan á, là không phải nó diệt Đài Loan, mà nó chiếm quyền ảnh hưởng rồi nó làm tạm trung chuyển rồi nó làm gì vậy, nuôi dân đó làm gì đó, nên Đài Loan nó cũng phát triển trong phần nhờ Nhật đó. Đó đúng không quý vị? Mình cứ tưởng là ngày xưa Tưởng Giới Thạch là đánh đuổi Nhật thành công khỏi đúng lực là căm thù nhau từ đó, không căm thù mà đà, riêng Đài Loan không có căm thù Nhật, có Hàn Quốc căm á, thằng Hàn Quốc cũng bị Nhật chiếm, Đài Loan bị Nhật chiếm, nhưng mà Đài Loan nó không ghét Nhật. Nhưng mà Hàn Quốc thì ghét Nhật, mà ghét Nhật mà học Nhật, nó bởi vì cũng vòng vòng á, nhức đầu. Hôm em xem thấy có một quốc gia thế giới công nhận Đài Loan mà em quên mất rồi, 14 nước luôn em. Mấy cái đảo nhỏ nhỏ, thứ nhất là ở Trung Mỹ nè, thứ hai là mấy đảo nhỏ nhỏ ở Thái Bình Dương nè. Đó. Mấy quốc gia đó có cái nó có cái gì không để mà nó nhỏ xíu mà nó dám tuyên bố như vậy? Thứ nhất là lịch sử, thứ hai là Đài Loan cho tiền nó, hợp tác làm ăn với nó. Thứ ba Mỹ chống lưng. Em chỉ nghĩ tới cái đường Mỹ thôi, chứ nếu mà đã làm ăn với Đài Loan rồi thì cũng có thể sẽ phải làm ăn với Trung Quốc. Tại nước nhỏ xíu mà nó đâu có quan tâm mấy đó. Nói chung Đài Loan sẽ mệt trong tương lai khi Trung Quốc nó sử dụng Đài Loan để thử phân Mỹ. Đúng luôn, tức là giờ nó tiếng luôn lôi, mẹ nó cứ lên mạng nó chửi hoài cũng nhức đầu chứ bộ.
Tòa Thánh Vatican nữa. Tòa Thánh Vatican là hồi trước á là công nhận Đài Loan, rồi sau cái Tòa Thánh đó công nhận Trung Quốc, mà xong ông Trung Quốc đi bóc cổ linh mục, xong cái quê quá giờ công nhận là Đài Loan, có vòng vòng vậy đó. Nói chung ông Trung Quốc về tôn giáo cũng kinh lắm. Nói chung Khang Nguyễn là mình không trả lời, mình cho nó ăn bơ cái tội comment bố láo nha các bạn. Nó body summon thằng bốn mắt, mà trong đây có hai thằng bốn mắt, nó body summon thằng Chiêu Minh Cục nè. Hồi xưa Trung Quốc từng là của Đài Loan, nói vậy thì Từng nó là mù nghĩa quá. Nói chung Đài Loan ngày xưa là chủ Trung Quốc, tức là Trung Quốc Đài Loan là một, mà ngày xưa ông Đài Loan là chủ và bây giờ ông Trung Quốc là chủ vậy thôi. Nói khách quan nha bạn, mình đang làm ăn Đài Loan đó bằng gì mới đi không được, bởi vì mình thấy mình nói chuyện cái thế ngoại giao nó khó lắm mấy bạn, nó phải khách quan mà nó trung lập, chứ còn mình đang làm ăn Đài Loan mà dìm đó Formosa biểu tình chết. Để nói gì đây? À, nếu giả sử Mỹ không chống chống lưng Hàn Quốc nữa thì Triều Tiên thống nhất Nam Bắc Triều trong vòng một ngày khả thi không anh? Khả thi cái cù chỏ. Mày tưởng đâu dân Hàn Quốc không biết tập cái Taekwondo hả mày? Mày coi thường dân tập Hàn Quốc dã man luôn á. Nó tưởng đâu dân Hàn Quốc không biết tập Taekwondo với em. Mà giờ nói thiệt chứ mình cái khả năng quân sự Triều Tiên là dấu chấm hỏi. Ủa Triều Tiên có tập trận không? Chưa thấy Hàn Quốc tập trận năm hai ba vụ luôn. Nên nhiều khi thành tích của Triều Tiên trên giấy, tức là ngày xưa mình nhìn thấy Triều Tiên muốn ăn Hàn Quốc trong vòng nhóm nhạc trong mấy ngày, thì mình đem cái đó áp dụng cho cái hiện tại bây giờ chưa chắc đúng, đúng không? Chứ từ lúc đó giờ Triều Tiên có đi quýnh lộn đâu đâu đó. Mình nghe nói Triều Tiên thử tên lửa thì là nhiều rồi, nhưng mình chưa nghe nói Triều Tiên tập tập trận đó. Mà còn bà Hàn Quốc tập trận với Mỹ là như rươi luôn đó. Nên cái chuyện mà Triều Triều gì Triều Tiên thống nhất Hàn Quốc là tôi chưa tin nữa, chứ đừng nói là trong vòng một ngày. Trời ơi, bạn bè làm ăn với Hàn Quốc cả nùi, ông đập tới nó là ông đập tới nồi cơm, mấy thằng kia nó gõ ông luôn. Nói chung Mỹ đi ra để giật lo. Tôi làm ăn với Hàn Quốc quá trời, bây giờ ông vô quýnh Hàn Quốc kiểu này rồi tương lai tôi sao? Nó rõ ràng là nó có sự liên kết. Đó, một đất nước người ta 1.500 GDP, tỷ tỷ GDP làm ăn hợp tác với khắp thế giới, hộ chiếu nó là lâu thứ nhất thế giới nữa, hôm qua quýnh nó. Xưa Triều Tiên đói ăn đánh sung với bây giờ Giờ cũng đói ăn gần vậy, gần 70 năm trôi qua đúng rồi, cái khát vọng chiến đấu nó không còn. Mà thêm cái nữa là cái cuộc chiến đấu nó trở nên vô nghĩa, không được thế giới ủng hộ. Ông cầm đánh nó ai ủng hộ không? Mà tao ủng hộ kia đó. Mà tôi chỉ cho bạn cái tên đó nè, bạn nhớ là thư ký tổng thư ký Liên Hiệp Quốc có một ông Hàn Quốc, ai kể tên được ông đó đó. Bạn kể đi, bạn comment kể đi, đúng không? Coi thường Hàn Quốc dạ phải 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 trưởng. Taekwondo không bằng đôi chân năm người Âu Lạc cả. Rồng xanh mãn hổ rồi hả? Nói nhiều bạn comment đúng nè. Gài kèo cho Hàn Quốc sai trước, Triều Tiên kêu Nga, Trung Quốc vô Liên Hợp Quốc bỏ phiếu, dứt Triều Tiên. Ba thằng kia chắc nó chịu. Ba thằng kia chắc nó chịu. Ba thằng nào các bạn? Đồ vô Liên Hợp Quốc bỏ phiếu kìa. Mới có Trung Quốc với Nga sao còn ba thằng À, liệu Trung Quốc trong tương lai có thay đổi được hệ thống petro đô la do Mỹ đứng đầu không anh? Thay đổi bằng niềm tin. Có nước Trung Quốc đi mua dầu của Nga thì không cần theo petro đô la vậy thôi, chứ thay đổi bằng niềm tin. Bây giờ người ta tin Mỹ hay tin Trung Quốc, người ta tin đồng đô la hay tin đồng nhân dân tệ?
Bây giờ bạn tưởng đâu gì Tây Á là cuốn cưng của Trung Quốc hả? Coi thường Tây Á quá. Mấy bạn coi thường châu Á quá nha. Ủa Tây Á chứ đâu. Cái gì? Muốn thống nhất Triều Tiên chỉ có một cách duy nhất, đó là nhà Kim đẻ toàn con gái. Ghê vậy. Ông tổng thống nào dàn xếp được Hàn Quốc Triều Tiên không chiến tranh chắc chắn Noel hòa bình. Ủa xiền luôn. Cái bạn riu riu này bạn cũng hỏi những câu rất là thơ ngay nha các bạn. Các bạn coi những một số trên YouTube phải không? YouTube Facebook đúng không? Giờ bạn tin là hệ thống Petrodollar của Mỹ có sập không? Ít nhất trong giai đoạn của chúng ta. Trong giai đoạn của chúng ta là giai đoạn mà tôi với bạn á sống được vài chục năm nữa thôi. Bạn có tin không? Anh nghĩ như thế nào về Myanmar dùng nhân dân tệ, dùng trong cả nước luôn hay dùng đâu? Này chưa biết không ơi. Ở Biển Đông Nga có khá dân Trung Quốc sang thuê đất làm ăn, điều đó gây lỗ an ninh cho quốc gia Nga. Rồi để Nga lo nha. Bên này mấy tháng nay ồn ào vấn đề Đài Loan Trung Quốc, người Việt cũng rén lắm anh ơi, ngày nào cũng tập trận máy bay đầy trời, có khi nó quăng cho trái bom chết không kịp về nhà. Làm gì quăng cho trái bom chết kịp về nhà, giỡn hoài. Cái đó là đụng tới thảm họa nhân đạo luôn, nó vô độc thằng bom cái rạ luôn chứ. Đúng không? Giờ quýnh lộn nó có luật rồi ba, chứ không phải muốn quýnh sao quýnh. Vì dùng giao dịch cửa khẩu thôi á, vì cái đó tức là dựa giữa hai quốc gia Myanmar với nhân tệ thì đồng tiền của nhân tệ mạnh hơn tiền kia, chịu xài ok có gì đâu. Còn nếu mà xài trong nước luôn chắc mất luôn nền kinh tế. Cửa khẩu thì ví dụ bạn ra mấy cửa khẩu Việt Nam ở phía Nam này thì bên Campuchia nó cũng xài Việt Nam đồng luôn mà, nó bình thường thôi. Gì à? Mà trên bản đồ thế giới ông Nam Mỹ gây bất ổn mà không có chiến tranh nhỉ, toàn hiến quân nhưng không có cổng chính trị. Mấy ông Nam Mỹ hả? Đúng rồi đó, xung đột nhỏ nhỏ không hồi này nọ, Chile lê cũng kinh lắm. Không bất ổn, nhưng mà ví dụ như ở Brazil ấy, thì mafia là Mafia một thế nó cả lực Nam Mỹ luôn đó chứ. rất là mạnh. Anh nói mafia rồi đó, bữa trước anh có nói mafia rồi đó, cảnh sát không dám đụng luôn. Anh nghĩ có ngày nhân dân tệ thay đồng đô la không anh? Ít ra thay đâu không biết, nhưng mà anh không tin, anh không khẳng định nhưng mà anh không tin. Vì petro đô la sẽ sập sập do thay đổi hệ thống ngân hàng truyền thống, và làm sao, tức là làm sao ông nội nói cho rõ rõ coi. Cái petro đô la là tụi nó ngồi ký công tắc với nhau nó ra đồng petro đô la rồi đó, chứ đâu phải là petro đô la là cái chuyện mà thích xài thích thôi. Ví dụ giờ Ả Rập Xê Út mà bán dầu cho nước khác bằng nhân dân tệ chắc rồi xong ông đó rồi đó. Nó có cái thỏa thuận giữa những khối OPEC với Mỹ rõ ràng rồi, y nó nói tiền ảo sẽ lên ngôi không được. Tào lao. Thí dụ như bây giờ ông nào đang nắm dầu mỏ ông OPEC đúng không, mà ông bán dầu cho người ta bằng tiền ảo là ông Mỹ ông gõ OPEC luôn. Bây giờ đổi ông có biết cái cam kết không, cam kết ngầm nè, tôi gần tôi biết nè, đó là thứ nhất là OPEC là phải bán dầu bằng đô la, đổi ngược lại Mỹ bảo kê về vũ khí, Mỹ bảo kê về quân sự. Nếu mà giờ ông bán dầu bằng cái kia là ông vi phạm contract đúng không? Tôi thứ nhất đó, là tôi không bán vũ khí cho ông nữa, tôi để cho nước khác quýnh nước ông nát luôn, ai rảnh. Tôi Ả Rập tôi không rảnh, nước tôi đang yên ổn, đúng giờ đang làm ăn ngon không có thay đổi đâu, ông hiểu không?